Từ trước đến nay những người đi học, đi làm việc xa nhà được phụ huynh đùng đùng bọc bọc cho bao nhiêu là đồ ăn thức uống đã vô cùng quen thuộc. Bởi với phụ huynh, dù con cái có khôn lớn, trưởng thành và cứng cáp ra sao đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi là những đứa trẻ cần được chăm sóc, che chở. Nhưng cuộc sống thường ngày này vốn chuyện gì cũng rất có thể xảy ra, đều là gói ghém đấy mà có những phụ huynh lại gửi cho bốt mèo chứ chẳng phải đứa con mình ngừng ruột đẻ ra. Câu chuyện khó tin nhưng có thật nhiều này vừa mới qua được một cô nàng đăng tải trong một nhóm kín đáo trên. Mọi người đi học, đi làm việc xa quê thì mỗi lần về ba mẹ gửi cho cái gì? Mẹ mình ra hãng chợ mua 6 con cá nướng nóng sốt, mang lại bọc gói cẩn thận, dặn mình mang lên Sài Gòn nhưng không được đụng vào. Vì đó là đồ ăn mẹ mình mua cho con mèo. Mẹ mình còn dặn mỗi ngày phải cho nó ăn 3 con, nếu hết thì đi ra chợ mua về hấp hoặc nướng, không được trộn cơm cho nó. Vì nó ghét điều đó. Và mình đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn mang đúng bịch cá nướng cho con mèo thôi đó. Đính kèm mẫu truyện là ảnh bọc cá và chú mèo đang nằm chình chình đúng điệu bố. Không một sản phẩm gì cho con gái, không một lời uy hiếm, không một dặn dò chuyện ăn uống mà thay vào đó, toàn bộ sự chăm sóc của mẹ đều tập trung vào hoàng thượng. Thế này thì ví dụ ai là con đẻ ai là con nuôi rồi nhé. Vì vậy mà ngay phía dưới bài đăng, dân mạng đã để lại rất nhiều phản hồi vui nhộn cũng tương tự đồng cảm với cô nàng. Giang Hương, phải biết vị trí mình ở trong phòng là ở đâu. Đầu con nuôi à. Quan Tang, mẹ mình thì lấy đồ ăn thừa trong đám gỏi bỏ vô túi hàng hiệu sách về cho con lưu nhà của mình. Coi tức hôn. Trang Trang, con yêu nghiệt nhà của mình dành cái mền của mình mết thì mẹ mình bảo, con đắp tạm cái gì đi, để em đắp cái mền luôn, tội em. Muôn Xuân, con ruột nó phải khác con lượng tới. Thế đấy, hóa ra không chỉ là mình cô nàng của họ mà có rất nhiều người cũng phải chịu cảnh nhận thấy đối xử khi nhà nuôi bốt. Hiện tại mẫu truyện dễ thương này vẫn đang lôi kéo sự để ý và phản hồi từ xã hội mạng.